liệu như sau nhé. Đầu tiên là giấy nhún này. Thì các bạn dùng giấy nhún nó màu sắc tùy ý, tùy vào cái loại hoa mà các bạn muốn làm. Ở đây mình làm hoa hồng nên mình dùng giấy nhún màu hồng. Cái giấy nhún màu xanh mõm chuối như thế này thì để làm cái đường tua rua như thế này này. Đó. Giấy nhún màu xanh làm lá hoặc làm đài hoa. Tiếp là lá hoa hồng. Lá hoa hồng này là lá hoa hồng bằng nhựa. Bạn nào mà không mua được hay là không muốn dùng lá nhựa thì các bạn có thể cắt giấy nhún này thành lá để làm, nó hơi mất công một chút. Tiếp nữa là kẽm si. Kẽm si này thì các bạn dùng loại kẽm có bọc cái phần màu xanh này thì nó tiện hơn nhá. Ở đây thì mình dùng cái này thì mình phải dùng băng keo sáp để cuốn lại. Cái kẽm này thì các bạn dùng loại kích thước tầm 80cm để khi mình làm lên vòng tròn của cái hình tròn ấy thì của cái vòng hoa ấy thì nó to và kích thước nó đẹp. Thêm nữa là băng keo sáp màu xanh đậm, kìm, súng bắn keo này, keo sữa và cái phần giấy để các bạn làm phần mảnh giấy để treo ở giữa cái vòng hoa này nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết. Đầu tiên thì các bạn mình hướng dẫn các bạn làm phần hoa hồng trước nhá. Thì các bạn có thể theo dõi cái video trước của mình đã dạy các bạn gấp hoa hồng sắm giấy nhá. Ở đây thì mình sẽ làm lại cho các bạn nhìn một lần. Quên mất. Các bạn có thể cắt một cái mảnh giấy có kích thước là 40cm. Thì đó, hình như là như vậy. Đúng rồi, là kích thước tầm 60 nhân với 5cm. 50 hoặc 60 hoặc 50 hoặc 40 đều được. Thì các bạn muốn hoa nó to hay nó nhỏ nhá. Đây mình làm hoa nó hơi tầm trung bình, cũng không to quá mà cũng không nhỏ quá. Đó thì các bạn cắt một mảnh giấy nhún như vậy. Sau đó thì các bạn gập hình hoa như mình đã hướng dẫn các bạn ấy. Keo sữa để cuộn lại nhá. Các bạn cắt một đoạn kẽm si từng chừng khoảng 6-7cm hoặc là dài hơn một chút. Các bạn uốn cong một đầu như thế này để cho đến lúc mà mình để cái phần này nó không bị tuột ra ngoài đấy. Đấy, dùng các bạn dùng keo sữa nhá thì cuốn phần là phần cánh vào như thế này. Các bạn dùng tay để cuộn lại thành một bình hình bông hoa. Đó, rồi các bạn dùng chỉ buộc lại nhé. Mình cuốn hơi bị xấu. Các bạn nhớ cuốn vào cho các cánh hoa này nó sẽ cùng nằm trên một mặt phẳng nhá. Nên mình cuốn hơi nhanh nên là nó bị bãi xuống dưới một chút. Các bạn nhớ cuốn cho nó bằng trên cùng một mặt thì nó sẽ bông hoa nhìn nó sẽ to và nó đẹp hơn. Tiếp đến thì mình sẽ làm phần đài hoa. Đây, là phần này. Các bạn cắt một đoạn giấy tầm khoảng 8 x 9 hoặc là 7 x
8 x 10 thì được. Các sau đó thì các bạn gập ba cái này giấy này lại và cắt tạo hình đài hoa. Các bạn cắt cái phần nhọn này nó bằng 2/3 cái chiều dài của cái mảnh, cái chiều rộng của cái mảnh giấy này nhá. 2/3 cái chiều dài này này. Tức là chiều rộng của cái hình mình vừa cắt ạ. Đó. Sau đó các bạn bỏ ra mình cắt bị ngắn mất, ngắn quá cái phần này rồi. Rồi các bạn dùng tay để xoắn cái phần đầu này lại. Đây. Rồi các bạn dùng tay để kéo giãn cái phần bụng người nó ra. Đó. Rồi các bạn nhúng vào bông hoa. Nhúng vào bông hoa như thế này. Okay. Các bạn xem nó vừa chưa, nếu như mà chưa vừa thì các bạn chỉnh làm sao cho nó vừa với bông hoa hoặc là cắt cái phần thừa đi nhá. Đó. Các bạn dùng keo sữa hoặc là keo nến để cố định cái phần đài này lại. Ở đây thì mình dùng keo nến cho nó nhanh. Vì keo sữa là các bạn đợi nó khô thì khá là lâu. Trong khi chờ đợi cái phần chờ đợi cái keo nến nó nóng lên thì các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để gắn được cái cánh hoa như thế này. Các bạn nhớ là sau khi mình gắn phần đài thì mình sẽ gắn phần cánh nhá. Cái phần cánh này thì các bạn nhớ là gắn làm sao cho cánh nó đều sang như thế này. Đừng để bị rúm lại một chỗ như thế này thì nó tí nữa mình gắn vào vòng kết thì nó hơi xấu. Đó. Các bạn có thể dùng keo nến cũng được, nhưng mà mình chờ nó khô thì hơi lâu, nên là ở đây mình tiện thì mình dùng keo, các bạn dùng keo sữa rồi, nhưng ở đây thì tiện thì mình dùng keo nến luôn. Thì các bạn sẽ được cái phần đài hoa của bông hoa hồng như thế này. Dùng tay để điều chỉnh lại cái phần dưới này cho nó. Nếu mà các bạn thấy cái phần nó dài quá thì các bạn có thể cắt bớt đi. Mình đã làm xong cái phần đài hoa của bông hoa hồng này rồi. Tiếp đến là mình sẽ làm phần gắn cái phần cánh hoa lại. Đó, các bạn để cái cánh hoa vào như thế này. Đây mình dùng băng keo sáp nhá. Cố định cái phần dưới của phần đài hoa lại. Các bạn nhớ dán làm sao cho nó che được cái phần chỉ buộc của mình đi nhá, nhìn nó đỡ bị thô, bị lộ ra thì dù sao cũng là hoa giả nhưng mà bị lộ ra thì nó cũng không được đẹp lắm. Đây các bạn cho phần cánh phần lá hoa vào. Đó. Các bạn giữ làm sao cho ba cái phần cánh nó sẽ phần lá nó đều như thế này là được, tương đối thôi, không cần phải đều quá đâu nhá. Tôi dùng băng keo sáp cuốn lại thôi. Mình làm bông hoa này hơi vội nên nhìn nó cũng sâu xấu. Đấy thì các bạn áp dụng cái cách mà mình vừa dạy, vừa hướng dẫn các bạn và kết hợp thêm cái phần là hướng dẫn làm hoa ở cái clip làm hoa hồng sắm giấy ấy, thì các bạn sẽ làm được bông hoa hoàn chỉnh như thế này nhá. Để làm được một cái vòng như vậy thì các bạn làm tầm khoảng 10 đến 15 bông hoa,
càng nhiều hoa thì càng đẹp, nhưng mà ở đây thì không có nhiều thời gian nên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tầm 10 bông hoa thôi nhé. Thì mình đã làm sẵn 10 bông hoa như thế này. Đó. Làm được phần 10 bông hoa như thế này rồi. Thì tiếp đến là mình sẽ làm cái phần cái vòng tròn này, cái vòng có tơ dưa này nhá. Để làm được cái phần tơ dưa đấy thì các bạn cắt cho mình một mảnh giấy màu xanh ngò, nón chuối như thế này, có kích thước khoảng 15 nhân với 7 gì đó, mình cũng không nhớ. Đúng rồi, 15 nhân với 7 cm nhé. Sau đó thì các bạn cắt tơ dưa, và trở lại và cắt tơ dưa. Cách cái đoạn cách các bạn cách tầm khoảng 1 cm nhé. Thì lúc mình cuộn cho nó không bị rời ra ấy. Sau đó các bạn mở cái tờ giấy màu xanh này ra, rồi dùng tay kéo giãn nhẹ nó ra nhá. Như này. Ok. Rồi sau đó thì các bạn dùng tay để xoắn nhẹ cái tờ giấy này. Thực ra thì mình cũng đã từng làm cái kiểu là không xoắn như thế này ấy, nhưng mà nhìn cái vòng kết nó không được đẹp nên là hơi mất công một chút, nhưng mà mình nghĩ là để đẹp thì mất công một chút cũng không sao. Đó, các bạn đã làm được khoảng một cái hình dài như thế này. Tiếp đến là các bạn sẽ ráp vào cái phần dùng một mảnh kẽm si dài khoảng 20 cm, rồi dùng keo sữa để cuốn cái phần dài tua rua này lại nhá. Tầm 15 cm hoặc 20. Cái mảnh kẽm này mình cắt hơi dài sao đấy. Và nếu còn thừa thì các bạn cắt bỏ đi nhá. Rồi giờ mình đã được một cái cây tua rua như thế này. Thì các bạn làm cho mình khoảng 20 cái cây như thế này nhá. Sau đó thì các bạn ghép 4 cây vào làm 1. Cái phần này các bạn ghép 4 cây tơ dưa này thành 1 cây. Dùng cái phần kẽm thừa để mình buộc lại. Để che cái phần màu trắng này đi thì các bạn dùng băng keo sáp để cuốn lại nhá. Hoặc là các bạn dùng chính cái giấy màu xanh này để cuộn. Ở đây thì mình lười ạ, nên là mình cuộn luôn bằng băng keo sáp, chỉ có thể nào cũng bị lộ. Và thì các bạn
cắt khoảng 20 cái một cái cây tu du này và ghép 4 cây thành một thì các bạn sẽ được 5 cái bó như thế này. Đấy, rồi giờ chúng ta sẽ ghép vào cái phần vòng tròn nhá. Các bạn dùng cái cây kẽm si có kích thước là 80cm như thế này. Đó. À, dùng băng keo sáp nhá. Đầu tiên thì các bạn cuốn phần băng keo sáp một đoạn của cái phần kẽm si. Đó. Sắp nhạc nó lại không các bạn cuốn một đoạn khoảng tầm 5 đến 10cm nhé. Sau đó thì các bạn dùng cái gắn cái đoạn cây tu du mà mình vừa gắn lại được ạ. Đó, gắn như thế này. Tiếp các bạn đặt cho cái phần cây thứ hai này nó sát với phần đuôi, nhưng mà dịch lên một chút nhá, đừng để rát quá thì nhìn nó sẽ bị lộ cái phần này. Các bạn để dịch lên một chút như thế này. Đó. Lại dùng băng keo sáp để cuốn lại thôi. Thế rồi mình quên mất là ráp luôn cái phần hoa hồng này vào. Lại phải giữ ra rồi. Các bạn chịu khó một chút nhé. Nếu mà mình không ráp luôn thì lát nữa là mình sẽ phải dùng keo. Mình sẽ phải dùng keo sữa nến để ráp nó lại. Đây, thì vừa ráp cái phần này thì các bạn sẽ cho chèn bông hoa này lên luôn như thế này nhá. Mình lại phải ráp lại từ cái đoạn đầu này. Quên mất. Làm vòng hoa mà lại quên hoa. Đó, để các bạn cho bông hoa vào. Rồi các bạn dùng keo để cuốn lại thôi. Đó. Cứ cách tầm khoảng một đoạn thì các bạn lại làm một đoạn khoảng bao nhiêu cm được nhỉ? Một đoạn khoảng tầm 10cm thì các bạn sẽ gắn một bông hoa vào. Và đồng thời là sẽ gắn thêm cái phần bắt đầu dài và bị cuốn rồi. Đó, các bạn đã thấy chưa? Và ra cũng ra được một hình rồi. Nó hơi dài nên là các bạn các bạn cứ ghép dần như thế. Thì cách một đoạn thì các bạn lại cho bông hoa vào rồi lại đến cái đoạn ráp này thì sẽ được một cái đoạn vòng hoa như thế. Vòng hoa nhá. Sau khi mà các bạn đã ghép được cái phần hoa vào cái phần thân của vòng tròn như thế này thì các bạn sẽ được một hình như thế này nhá. Sau đó thì các bạn sẽ nối hai đầu của cái vòng tròn này lại nhá. Các bạn uốn cong hai đầu lại như thế này. Sau đó thì móc hai cái đầu lại với nhau.
rồi dùng kìm bẻ xuống là được nhé. Bạn nào mà cẩn thận thì dùng cả băng keo sáp để che cái phần giáp nối đi cũng được. Chúng ta đã được hình dạng sơ bộ của cái vòng hoa rồi. Thì các bạn dùng tay để uốn các cánh hoa hồng, uốn các bông hoa hồng sao cho nó ra cái dáng một chút nha. Rồi các bạn để ý là cái phần này nó sẽ bị te ra đúng không? Thì bây giờ có rất là nhiều cách để có thể cố định chúng lại. Một là các bạn dùng chỉ màu xanh để buộc lại, hoặc là dùng keo nến để dính cố định chúng lại nhé. Các bạn dính keo vào cái phần thân hoa hồng này này, sau đó thì dính chúng lại. Các bạn dùng không cần dùng nhiều quá keo, không dùng quá nhiều keo đâu, các bạn dùng một ít thôi thì các cánh nó sẽ tự động dính vào với nhau. Trước hết là các bạn dùng tay để, vì đây nó có cái phần kẽm sắt ấy, thì các bạn dùng tay để bẻ cong chúng lại trước, rồi mình sẽ dùng keo để dính chúng lại nha. Mình cũng chưa tìm ra cái cách nào mà nó hay hơn cả. Hoặc là các bạn dùng chính cái cành này, các bạn cuốn liên tục vào cái phần thân hoa này như thế này cũng được nhá. Và đấy đỡ mất công hơn là dùng keo đó. Mình sẽ dùng thử cách này luôn nha. Các bạn cứ luồn qua luồn lại thôi. Các bạn nhẹ tay một chút nha, không dễ bị nát hết hoa đó. Mình nghĩ là cái cách này nó sẽ hay hơn là cái cách dùng keo đó. Thì các bạn cứ dùng từng cành cứ dùng một, rồi các bạn cuốn như mình như thế này. Các bạn nhớ là để cho cái phần lá ấy, nó trồi lên trên nhá. Cái vòng hoa kia là mình dùng keo nến để dán lại. Trong lúc làm clip này thì mình mới nghĩ ra là cái cách này nó nhanh hơn. Cứ tiếp tục như vậy, các bạn sẽ cuộn được. Cái cành này là lúc nãy mình cuộn mình dùng keo đây. Rồi sau đó thì đã gần hoàn thành rồi. Thì các bạn dùng tay để chỉnh hoa hồng nhá, cho nó tròn tròn một chút. Đây, cái phần hoa thì mình sẽ chỉnh cho nó cúp vào trong một chút đây. Cái phần này thì mình hơi ngắn, nhưng các bạn chú ý là làm cho nó dài một chút thì sẽ đẹp hơn nha. Mình buộc nó hơi ngắn nên là bị lộ một chút này.
hạn chỉnh cho nó thành hình tròn. Cái này hơi nhỏ nhỉ. Cuối cùng là các bạn dùng cái mảnh giấy màu vàng này cắt một cái hình nó kích thước khoảng xem nào, 15 nhân với 14 cm, rồi các bạn cắt tạo hình như thế này. Bạn nào mà không có cái kéo tạo hình như thế này ấy, thì các bạn dùng kéo bình thường cũng được. Rồi cắt một cái hình đại loại như thế này, rồi các bạn treo chúng vào một cái bông hoa ở giữa này. Các bạn thấy như nào cho nó cân thì các bạn để nhá. Đây, các bạn thích viết chữ gì cũng được. Rồi, bây giờ các bạn buộc chúng lại như thế này. Dài quá rồi. Các bạn đã được một cái hình vòng tròn để treo ở cửa đấy là cũng không thể gọi là đẹp lắm nhưng mà nhìn cũng xinh đúng không ạ? Đây là hai cái vòng hoa mình đã làm. Mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái vòng kết để treo ở cửa nhà. Chúc các bạn thành công với cái mẫu vòng kết này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn của mình.